Em sắp chết rồi, muốn về nước phẫu thuật, nhưng anh trai em lại tìm mọi cách ngăn cản. Chỉ vì em là bạch nguyệt quang của tổng tài, anh ta tin chắc rằng khi bạch nguyệt quang về nước, tổng tài chắc chắn sẽ ruồng bỏ thế thân. Anh ta là một kẻ si tình mù quáng của thế thân. Cậu chủ, tiểu thư thần sắp chết rồi, nếu cậu không nói sẽ chẳng còn cơ hội đâu. Tiểu thư thần, năm đó là ai đã nhặt bức thư tình trong thùng rác rồi nói cậu chủ bắt nạt cô ấy? Lúc đó cô ấy khóc lóc thảm thiết, như thể cậu chủ đã làm gì cô ấy vậy? Khóc trước mặt bao nhiêu người, làm cậu chủ không còn thế nào cũng không nín, cuối cùng chỉ có thể đưa lễ vật đính hôn cho cô ấy. Cô quên rằng lớp 11 em đúng là đã từng viết thư tình cho Y Đằng Thành. Lúc đó anh ấy đang học lớp 12. Hôm đó em đi ngang qua sân bóng rổ, không may bị bóng rổ đập trúng, em ôm quả bóng đi tìm kẻ gây họa, đau đến choáng váng, không kìm nén được cơn giận. Rùa đen nào, chứng đạt điều nào dám đập vào tổ tiên nhà máy? Đám con trai đang chơi bóng rổ đều hùa theo. Y Đằng Thành, có người muốn làm tổ tiên nhà máy kia. Em nhìn thấy một chàng trai cao giáo bước về phía em. Anh ấy đứng ngược sáng, rất cao, rất đẹp trai, làm em say như điếu đổ. Bé con, anh không cố ý. Không cố ý thì sao? Anh cũng phải chịu trách nhiệm với tôi. Lỡ như đầu tôi bị đập hỏng rồi thì anh phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời. Anh ấy không trả lời em, nhưng em lại bị mũi tên của thần kiêu ít bắn. Sau đó em thường chạy đến sân bóng rổ xem anh ấy chơi bóng. Mỗi lần anh ấy xuất hiện, bạn bè của anh ấy đều tra tìm. Y Đằng Thành, tổ tiên nhà máy lại đến kìa. Mặt em đỏ bừng, nhưng Y Đằng Thành lại coi em như không khí. Lúc đó anh ấy đã là hát bao của trường, ra thể hào, học giỏi, lại còn đẹp trai, rất nhiều nữ sinh trong trường thích anh ấy, viết thư tình cho anh ấy, nhưng đều bị anh ấy ném vào thùng rác. Em cũng muốn viết cho anh ấy, nhưng em cũng sợ tấm lòng của mình bị anh ấy ném vào thùng rác. Vì vậy em không cho đến khi gia đình anh ấy sắp sửa cho anh ấy đi, sắp phải đi rồi, em nóng lòng như lửa đốt, cuối cùng cũng cầm bút lên hết những rung động đầu đời lên trang giấy màu hồng phấn. Hôm đó cái bút là sinh nhật lần thứ 18 của Y Đằng Thành. Trong bữa tiệc em lấy hết can đảm coi bức thư tình thành quà sinh nhật tặng cho anh ấy, nhưng không ngờ lại nhìn thấy bức thư tình của mình trong thùng rác nhà anh ấy. Em đau lòng vô cùng, bất cứ giá nào cũng phải đi tìm anh ấy, hỏi tại sao lại ném tấm lòng của em vào thùng rác, khóc lóc thảm thiết. Lúc đó rất nhiều người trong bữa tiệc đều đang xem em làm trò cười. Giọng anh ấy lạnh lùng bảo em đừng khóc nữa. Làm sao em nghe lọt tai được? Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên em thích một người con trai. Tìm hiểu sở thích của anh ấy, mỗi ngày đều léo đéo theo sau anh ấy, vậy mà lại thất bại thảm hại. Em vừa mất mặt vừa thất vọng, dù thế nào em cũng không nín khóc. Sau đó anh ấy cất bức thư tình của em đi, lấy ra một chiếc đồng hồ đưa cho em. Thư tình anh giữ lại rồi. Chiếc đồng hồ đó chính là lễ vật đính hôn mà cậu chủ tặng cô. Mỗi đứa trẻ trong nhà họ Y vào ngày sinh nhật lần thứ 18 sẽ được tặng một chiếc đồng hồ đeo tay được thiết kế riêng. Chiếc đồng hồ này sau này khi cầu hôn sẽ được tặng kèm theo lễ vật cho người vợ chưa cưới. Vì vậy, trong mắt nhà họ Y, đồng hồ đưa cho ai, người đó chính là vợ chưa cưới. Hôm đó cái bít cũng là sinh nhật lần thứ 18 của cậu chủ. Cậu chủ vừa mới nhận được chiếc đồng hồ, đeo trên tay còn chưa ấm, đã thơ hẻ nó ra trước mặt bao nhiêu người, đeo lên cổ tay cô, tuyên bố cô là vợ tương lai của cậu ấy. Từ đó cả nhà họ Y đều coi cô như con dâu. Mỗi lần cậu chủ về nước vào kỳ nghỉ hè đều gọi cô đến nhà ăn cơm đầu tiên. Thậm chí sau khi cậu chủ du học trở về, còn dĩ ức cậu chủ nhanh chóng rước cô về dinh. Nhưng cậu chủ đã đợi cô ở cổng cục dân chính cả ngày. Người đến lại là Liễu Như Yên. Cô ấy nói cô không muốn gả cho cậu ấy, muốn ra nước ngoài. Cậu chủ không tin, đuổi đến sân bay níu kéo cô. Lại nhìn thấy cô ném mạnh chiếc đồng hồ vào thùng rác ở sân bay, quay lưng bước lên máy bay không ngoảnh đầu. Em sững sờ, ngỡ ngàng, khóc rồi lại cười, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Thì ra là vậy. Hóa ra lại là vậy. Em cứ tưởng Y Đằng Thành không thích em. Mọi người đều nói em là bạch nguyệt quang của Y Đằng Thành. Em chỉ coi đó là trò đùa. Sau khi Y Đằng Thành du học trở về, gia nhập tập đoàn Hoắc Thị, tiếp quản sản nghiệp gia đình, chỉ trong 2 năm rưỡi đã đứng vững gion, trở thành tân tổng tài bá đạo được săn đón trong không biết bao nhiêu phụ nữ muốn gả cho anh ấy. Em sợ anh ấy bị người khác cướp mất, lấy hết can đảm chặn anh ấy ở cổng nhà, giơ chiếc đồng hồ trên cổ tay lên hỏi anh. Đã 6 năm rồi em chưa từng tháo nó ra, bao giờ em mới có thể trở thành bé con của anh? 8 giờ sáng mai, mang theo hộ khẩu đến cổng cục dân chính đợi anh. Khi em vui mừng khôn xiết trở về nhà, Liễu Như Yên lại đưa cho em một đoạn video. Trong video là cảnh Y Đằng Thành đang từ chối lời tỏ tình của một cô gái. Xin lỗi, anh đã có hôn thê rồi. Liễu Như Yên cầm đoạn video này mỉa mai em. Cô khinh thường tôi và mẹ tôi. Bản thân cô cao quý lắm sao? Chẳng phải cũng tự nguyện muốn làm bé cưng cho Y Đằng Thành sao? Người ta đã có hôn thê rồi mà cô còn ngấp nghé. Em không tin, gọi điện thoại hỏi mẹ Y. Đúng vậy, anh Thành nhà bác 18 tuổi đã có hôn thê rồi. Cháu không biết sao, đó là đêm khuya khoát và tủi nhục nhất. Mở mắt rơi lệ cho đến tận sáng. Tối hôm đó liền lên máy bay ra nước ngoài. Cho đến hôm nay, bệnh tình nguy kịch, sắp chết rồi, mới biết được vị hôn thê trong miệng Y Đằng Thành hóa ra lại là em. Xin lỗi, em không biết chiếc đồng hồ anh tặng em lại có ý nghĩa này. Tối hôm đó, Liễu Như Yên đã cho em xem một đoạn video, nói rằng anh đã có hôn thê rồi. Cô ta mắng em là tiểu tam, em không chịu nổi nữa nên mới ra nước ngoài. Có thật là anh đã đợi em ở cục dân chính cả ngày không? Y Đằng Thành không trả lời, điện thoại của anh ấy reo lên. Anh bạn, máy bay có thể hạ cánh rồi. Nhưng có người đã tiết lộ tin tức anh đón bạch nguyệt quang về nước cho giới truyền thông. Bây giờ sân bay toàn là phóng viên, anh phản bội nhé. Cái gọi là Y Đằng Thành không quan tâm, máy bay hạ cánh xuống sân bay, em nằm trên giường bệnh được đẩy ra khỏi cửa khẩu. Vô số phóng viên ùa về phía em, trên tắc trên đinh toàn là tin tức bạch nguyệt quang bệnh nặng trở về nước. Đường Tam tức điên người, Thẩm Hào, không phải cậu nói tiểu chữ bệnh nặng lắm sao? Tôi không ngờ cậu lại rắc rối đến mức này. Vì Liễu Như Yên mà ngay cả mạng sống của em gái ruột cũng không màng. Nếu biết trước tiểu chữ bệnh nặng sắp chết, dù có thế nào tôi cũng sẽ không giúp cậu. Cản chuyên cơ riêng của Y Đằng Thành hạ cánh, bây giờ ruột gan tôi hối hận muốn chết. Cậu bảo sau này tôi phải đối mặt với tiểu chữ thế nào? Cậu đang nói gì vậy? Em gái tôi vốn dĩ chỉ đang giả vờ cậu mà. Còn dám nói cô ấy giả vờ? Trên tắc trên đinh toàn là video cô ấy bệnh nặng sắp chết kìa. Thẩm Hào, cậu còn xứng làm người không? Thẩm Hào đây đầu dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ tiểu chữ thật sự bị bệnh nặng rồi?